Tin thế giới tối ngày 10 tháng 8, không quân Mỹ sẽ vận chuyển tủ đông bảo quản vaccine Covid-19 đến Việt Nam. Núi lửa Merapi ở Indonesia phun trào dữ dội. Đài Loan hủy dự án đóng 60 xuồng tấn công tên lửa. Hàn Quốc thưởng mạnh tay cho vận động viên Olympic. Mỹ, sinh viên mua giấy chứng nhận tiêm chủng giả để đến trường. Giấy thông hành sức khỏe của Pháp không công nhận vaccine Trung Quốc Quảng Tây Lật bè khiến 21 người thương vong Lũ lụt ở Hà Nam Trợ cấp 50 nhân dân tệ trên một mẫu Dân nói không đủ mua hạt giống Phúc Đán Bang tư vấn ngoại giao chiến lang cho Tập Cận Bình Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin Thế giới tối ngày 10 tháng 8 của DKN TV Tiếp sau đây là các nội dung chi tiết Không quân Mỹ sẽ vận chuyển 77 tủ đông bảo quản vaccine COVID-19 đến Việt Nam. Ngày 10 tháng 8, phi đội Contracting 36 của không quân Mỹ đã thông báo kế hoạch gửi 77 tủ đông âm sâu bảo quản vaccine COVID-19 tổng trị giá 690.000 đô cho Việt Nam. Không quân Mỹ cho biết họ mua 77 tủ đông này theo yêu cầu chính thức từ phía Việt Nam. Sau khi Việt Nam mua 31 triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech, trong số này 63 tủ đông sẽ phân phối cho 63 tỉnh thành và 14 tủ đông cỡ lớn hơn sẽ cấp cho các cơ quan chức năng để bảo quản vắc-xin COVID-19. Christian Luivano, sĩ quan thuộc Phi đội Contracting 36 đã nói, việc mua và vận chuyển các tủ đông âm sâu này đã thể hiện cam kết của Mỹ với sức khỏe và sự an toàn của người dân Việt Nam, thông qua việc hỗ trợ nhân đạo nhằm làm giảm tác động của đại dịch COVID-19. Theo trang web của Không quân Mỹ, việc mua các tủ đông âm sâu như vậy thường phải mất từ 45 đến 120 ngày nhưng ông Christian và đội ngũ của mình đã làm việc ngày đêm để hoàn tất hợp đồng này chỉ trong chưa đầy 2 tuần. Ông cho hay, thách thức lớn cho đội ngũ của chúng tôi chính là thời gian gấp rút và sự phối hợp giữa các bên do chênh lệch múi giờ. Phi đội Contracting 36 đã hợp tác với các đối tác tại Việt Nam như Thiếu tá Wei Yuan, trưởng phòng hợp tác quốc phòng Mỹ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam. Theo báo tuổi trẻ, hiện tại Việt Nam đã ký hợp đồng mua 31 triệu liều vaccine Pfizer và đang làm thủ tục mua thêm 20 triệu liều nữa. Tuy nhiên, phải tới 3 tháng cuối năm nay, 47 triệu liều mới về Việt Nam. Núi lửa Merapi ở Indonesia phun trào dữ dội Núi lửa Merapi nằm trên đảo Java, Indonesia, phun trào, nhả ra những cột khói lớn, cho bụi và dung nham chảy xuống chân núi trong 2 ngày liên tiếp. Báo SCMP ngày 10 tháng 8 đưa tin, các dòng chảy mang theo đá bụi, cho và lửa bùng phát từ vòng dung nham đang phát triển tích cực bên trong miệng núi lửa. Merapi nằm trên đảo Java, bà Hanik Humaida, người đứng đầu Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ Địa chất và Núi lửa của thành phố Yogyakarta, cho biết núi lửa Merapi bắt đầu phun trào từ ngày 8 tháng 8. Vụ phun trào mới nhất này đã thổi cho nóng cao 1.000m lên không trung và khi nóng ra bán kính vùng 3km. Bà Humaida nói thêm, ngọn núi đã phun ra ít nhất 3 dòng chảy nham tầng trong ngày 9 tháng 8 và vẫn có thể nghe rõ âm thanh ầm ầm khi nó phun trào kể cả khi đứng cách ngọn núi vài km. Theo bà Humeda, Merapi là núi lửa dễ phun trào nhất trong số hơn 120 núi lửa đang hoạt động ở Indonesia và cũng là một trong những ngọn núi hoạt động mạnh nhất trên toàn thế giới. Thông thường, mỗi đợt phun trào sẽ kéo dài vài ngày. Indonesia, một quần đảo có 270 triệu dân, thường xuyên hứng chịu hoạt động động đất và núi lửa vì nằm dọc theo vành đai lửa Thái Bình Dương. Một chuỗi các đường đứt gãy địa chấn bao quanh lòng trào Thái Bình Dương. Núi lửa Merapi cao 2.968m, nằm gần Yogyakarta, một thành phố cổ có vài trăm nghìn dân trên đảo Java. Thành phố này là trung tâm văn hóa của Java và là nơi các triều đại hoàng gia từng sống cách đây nhiều thế kỷ. Vụ phun trào nghiêm trọng gần đây nhất của núi lửa Merapi là vào năm 2010, khiến 347 người thiệt mạng. Những người dân sống trên các sườn núi màu mỡ của Merapi hiện được khuyến cáo nên tránh xa miệng núi lửa. Chưa có báo cáo thương vong trong vụ phun trào mới nhất này. Đài Loan hủy dự án đóng 60 xuồng tấn công tên lửa Tờ South China Morning Post ngày 10 tháng 8 đưa tin Đài Loan vừa hủy dự án đóng 60 xuồng tấn công tên lửa trị giá 1,1 tỷ đô la Mỹ do thiết kế không phù hợp với nhu cầu đối phó kẻ thù. Ước tính việc hủy dự án gây tốn kém khoảng 7 triệu đô la Mỹ, nhưng cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay quá trình thiết kế và phát triển có thể được sử dụng trong các dự án sau này. Theo thông cáo của cơ quan phòng vệ biển Đài Loan, việc thử nghiệm vào năm ngoái cho thấy kích thước nhỏ khiến xuồng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết và biển động, nên ảnh hưởng độ chính xác khi bắn tên lửa. Theo đó, nhằm tránh lãng phí vốn đầu tư phòng vệ, cơ quan phòng vệ biển Đài Loan đã báo cáo và chấm dứt dự án. Dự án được đề xuất bởi cựu tham mưu trưởng Đô đốc Lý Hỷ Minh. Theo thiết kế, mỗi chiếc nặng khoảng 40 đến 50 tấn với phòng cho 2 đến 3 sĩ quan, đạt tốc độ tối đa gần 65 km/h và có thể dễ dàng ẩn nấp ở các cảng cá. Mỗi xuồng có thể trang bị hai tên lửa Hùng Phong 2 và có thể được điều động đến các cảng cá, vịnh và cửa sông. Sau khi ông Lý về hưu vào năm 2019, dự án bị hoãn do bất đồng giữa một số quan chức cấp cao trong cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng như kế hoạch mua 100 hệ thống phòng thủ bờ biển Harpoon của Mỹ. Hàn Quốc thưởng mạnh tay cho vận động viên Olympic. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc công bố cuối tuần trước, nước này sẽ trao 55.000 đô la Mỹ cho vận động viên Olympic đoạt huy chương vàng các nội dung cá nhân, 30.000 đô la Mỹ cho huy chương bạc và 22.000 đô la Mỹ cho huy chương đồng. Vận động viên giành huy chương trong các nội dung đồng đội sẽ nhận được 75% số tiền thưởng dành cho người chiến thắng nội dung cá nhân. Ngoài ra, Hiệp hội bắn cung Hàn Quốc đã trao tặng 174.000 đô la Mỹ cho vận động viên đoạt huy chương vàng nội dung cá nhân và 130.000 đô la Mỹ cho nội dung đồng đội. Cung thủ An San, 20 tuổi, giành 3 huy chương vàng tại Thế vận hội Tokyo và là vận động viên Hàn Quốc đạt thành tích cao nhất. Cô nhận được 130.000 đô la Mỹ từ chính phủ và 435.000 đô la Mỹ từ hiệp hội bắn cung. Ngoài các chính sách tiền thưởng, quỹ xúc tiến thể thao Hàn Quốc cũng sẽ trợ cấp hàng tháng cho các vận động viên giành huy chương dựa trên số điểm họ giành được tại thế vận hội. Tập đoàn Posco, nhà sản xuất thép lớn nhất Hàn Quốc và là nhà tài trợ của hiệp hội thể dục dụng cụ, đã quyết định trao tặng thêm 174.000 đô la Mỹ cho vận động viên giành huy chương vàng. Không chỉ người đoạt huy chương, những vận động viên đạt cột mốc quan trọng trong thể thao cũng được thưởng Vận động viên bơi lội Wang Sun người đứng thứ 5 và thứ 7 trong chung kết 100m và 200m bơi tự do nam, sẽ được Liên đoàn Bơi lội Hàn Quốc thưởng 8.700 đô cho các kỷ lục mới châu Á và Hàn Quốc của Anh. Tại Mỹ, sinh viên mua giấy chứng nhận tiêm chủng giả để đến trường. Việc bắt buộc sinh viên trình giấy chứng nhận tiêm chủng để trở lại lớp học khiến nhiều sinh viên phản đối vaccine đang tìm cách gian lận. Theo hãng tin AP ngày 9 tháng 8, giảng viên và sinh viên hàng chục trường học tại Mỹ cho biết họ đang lo ngại vấn nạn học sinh, sinh viên dùng giấy chứng nhận tiêm chủng giả để được đến trường. Theo AP, một tài khoản có tên Vaccination Card trên mạng xã hội Instagram đã bán giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 với giá 25 đô la Mỹ trên một tờ cho những người từ chối tiêm vaccine. Một người dùng trên Telegram cũng giao bán giấy chứng nhận COVID-19 với giá 200 đô. Ngày càng nhiều người giao bán lẫn tìm mua giấy chứng nhận giả trên mạng xã hội, trong đó có những người muốn có giấy chứng nhận để được đến trường. Một người dùng trên diễn đàn Reddit bình luận trong một chủ đề về giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19 giả. Tôi cũng cần một cái cho trường học. Tôi từ chối trở thành chuột thí nghiệm. Trên Twitter, một người dùng chia sẻ, con gái tôi đã mua hai chứng minh thư giả trên mạng với giá 50 đô la Mỹ khi đang học đại học, được vận chuyển từ Trung Quốc. Có ai biết đường link mua giấy chứng nhận vaccine không? Đã có hơn 70.000 lượt chia sẻ bài đăng của người dùng nói trên. Cho tới nay, theo AP, có ít nhất 675 trường đại học và cao đẳng ở Mỹ yêu cầu giấy chứng nhận tiêm vaccine COVID-19. Thủ tục ở nhiều trường rất đơn giản, chỉ yêu cầu sinh viên đăng hình giấy chứng nhận lên cổng thông tin dành cho sinh viên. Tại thành phố Nashville, tiểu bang Tennessee, Đại học Vanderbilt sẽ giữ lại đơn đăng ký khóa học của sinh viên cho đến khi họ có giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc được miễn trừ do vấn đề sức khỏe hay tôn giáo. Trong khi đó, Đại học Michigan cho biết Trường có hệ thống xác nhận việc tiêm chủng của nhân viên và sinh viên. Một phát ngôn viên của trường cho biết, đến nay họ không gặp vấn đề gì với việc buộc sinh viên trình giấy chứng nhận. Tuy nhiên, ông Benjamin Mason Mayer, giáo sư chính sách sức khỏe toàn cầu tại Đại học Bắc Carolina ở Durham, nghi vấn cách các trường xác nhận các giấy chứng nhận COVID-19. Ông nói, Mỹ không giống như hầu hết các quốc gia có hệ thống điện tử khác, đang phải dựa vào một tờ giấy mỏng manh để chứng nhận tiêm chủng. Giấy thông hành sức khỏe của Pháp không công nhận vaccine Trung Quốc Ngày 9 tháng 8, Pháp thông báo mở rộng phạm vi của giấy thông hành sức khỏe. Theo đó, người dân phải xuất trình giấy này mới có thể vào các quán cà phê, nhà hàng, xe lửa và những nơi khác. Tuy nhiên, Đài Á Châu Tự Do đưa tin rằng giấy thông hành sức khỏe chỉ chấp nhận loại vaccine được cơ quan dược phẩm châu Âu cho phép. Đây cũng là bốn loại vaccine hiện được đang tiêm chủng ở Pháp. Bốn loại vaccine được cơ quan dược phẩm châu Âu phê chuẩn bao gồm Comirnaty, Moderna, Vaxzevria và Janssen. Bộ trưởng các vấn đề châu Âu của Pháp Clément Bourg cho biết Liên minh châu Âu cho phép một số quốc gia tự quyết định việc những người đã tiêm vaccine Trung Quốc hoặc Nga vào lãnh thổ của họ, nhưng Pháp thì không nằm trong trường hợp này. Pháp không chấp nhận hoặc không công nhận những người tiêm chủng vaccine không được EU chứng nhận. Công dân Pháp Susanna cho biết, bà cho rằng chính sách của chính phủ là hợp lý bởi vì Trung Quốc đã làm lây lan virus ra khắp thế giới. Ngoài ra, tính an toàn và hiệu quả của vaccine Trung Quốc cũng rất đáng lo ngại. Giấy thông hành sức khỏe của Pháp được đưa ra vào tháng 6 năm 2021. Việc quét mã QR có thể cho thấy người dùng đã được tiêm vaccine đầy đủ chưa, kết quả xét nghiệm gần đây hoặc bằng chứng hồi phục sau khi mắc COVID-19. Ngày 5 tháng 8, Pháp đã mở rộng phạm vi áp dụng của giấy thông hành để đối phó với làn sóng dịch bệnh mới. Trong đó yêu cầu người dân phải xuất trình giấy này mới có thể đi lại tự do ở những nơi hạn chế như quán cà phê, nhà hàng, tàu hỏa hoặc bệnh viện. Tuy nhiên, rất nhiều người Pháp đã phản đối biện pháp này cho rằng nó vi phạm quyền tự do của người dân. Những người phản đối đã biểu tình trên khắp các thành phố lớn ở Pháp trong 4 cuối tuần liên tiếp. Hiện tại, cơ quan dược phẩm châu Âu chỉ ra rằng vaccine Sinovac của Trung Quốc đã bước vào giai đoạn đánh giá. Quảng Tây lật bè khiến 21 người thương vong. Ngày 9 tháng 8, tại thành phố Bắc Hải, tỉnh Quảng Tây đã xảy ra một vụ lật bè. Trên bè lúc đó chở 61 người. Tính đến sáng sớm ngày 10 tháng 8, vụ tai nạn khiến 8 người chết và 13 người phải nhập viện. Một báo cáo chính thức của khu Thiết Sơn Cảng của thành phố Bắc Hải, Quảng Tây cho biết vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm đó, một người dân ở thành phố đã báo cáo về một vụ tai nạn lật bè xảy ra ở vùng biển Bạch Long và Cổ Thành. Người dân đưa bè ra khu vực ngoài khơi để mò run. Khi từ rừng tre trở về thì bị lật khiến những người trên bè rơi xuống nước. Mạc Hoa Phúc, người đứng đầu khu Thiết Sơn Cảng cho biết những người trên phà đến từ bảy làng cá tự nhiên gần vùng biển Bạch Long và Cổ Thành. Ngoài ra, một đoạn video cho thấy trên bãi biển nhiều người đang khóc lóc khi những người khác nằm bất động trên bờ biển và một số người thì đang được cấp cứu. Lũ lụt ở Hà Nam trợ cấp cho nông dân 50 nhân dân tệ trên một mẫu không đủ mua hạt giống. Hà Nam là một tỉnh sản xuất ngũ cốc lớn ở Trung Quốc. Trong trận lũ lụt cuối tháng 7 vừa qua, một lượng lớn đất nông nghiệp ở tỉnh này đã bị ngập trong nước lũ. Thông báo chính thức của chính quyền về việc trợ cấp 50 nhân dân tệ, khoảng 182.000 đồng cho mỗi mẫu đất tái canh tác đã gây ra tranh cãi trong công chúng. Đây là thông tin do một số phương tiện truyền thông đại lục cung cấp, trích dẫn thông báo chung do Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh Hà Nam và Sở Tài chính đưa ra. Chia sẻ với phóng viên Đài Phát thanh Hy vọng, một người dân ở thôn Vệ Huy, Tân Hương cho biết 50 nhân dân tệ thì ngay cả mua hạt giống cũng không đủ. Một người dân ở quận Phụng Tuyền, thành phố Tân Hương nói rằng vì anh không ở khu vực xả lũ được chính phủ công bố nên ngay cả số tiền trợ cấp ít ỏi này cũng không nhận được. Anh cho hay, dù sao thì chúng tôi ở đây không phải trong khu vực chính phủ công bố xả lũ. Chúng tôi ở đây dù đất có bị ngập lụt cũng không được bồi thường. Thông báo chính thức của tỉnh Hà Nam cũng cho biết sẽ trợ cấp 80 nhân dân tệ tương đương 828.000 đồng Việt Nam cho mỗi con lợn bị chết vì thiên tai. Tuy nhiên mức đền bù này là quá thấp, người dân thôn Vệ Huy cho hay, gia đình mà tôi biết nuôi 18 con bò thì đã chết 17 con, 80 nhân dân tệ. Con bê vừa sinh ra đã 7.000 đến 8.000 nhân dân tệ rồi. Reuters đưa tin, trong trận lũ lụt vừa qua, một nông dân nuôi lợn họ Trình ở Hà Nam có đàn lợn hơn 100 con bị chết đuối. Anh Trình cho hay, trong nháy mắt, chúng tôi bây giờ không còn đường sinh tồn, chúng tôi không có kỹ năng nào khác, chúng tôi không còn tiền để nuôi lợn nữa. Anh cũng lo lắng rằng mình sẽ không nhận được tiền đền bù từ chính phủ. Những người nông dân cho biết, Hà Nam là vùng sản xuất thịt lợn lớn nhất ở Trung Quốc, lũ lụt đã khiến tất cả những người chăn nuôi lợn mất trắng trong chốc lát. Ít nhất 20.000 con gà và 6.000 con lợn chết trong trận lũ lụt này. Trên khắp Hà Nam, Mưa lớn, lũ lụt đã phá hủy 1.678 trang trại quy mô lớn, giết chết hơn 1 triệu súc vật. Ngày 9 tháng 8, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc chính thức thông báo rằng tính đến 7 giờ ngày hôm đó, lũ lụt gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 133,7 tỷ nhân dân tệ. Phúc Đán Bang tư vấn ngoại giao chiến lang cho Tập Cận Bình The Epoch Times cho biết ông Tập đang cố gắng xây dựng quyền lực tuyệt đối của mình với sự giúp đỡ của nhóm 4 học giả của Đại học Phúc Đán, thường được gọi nôm na là Phúc Đán Bang là những người chế ra các chiến lược như ngoại giao chiến lang. Giới quan sát cho rằng nhóm này đã khiến ông Tập rơi vào tình huống khó khăn. Thậm chí, ít nhất một người trong nhóm bị nghi ngờ là thuộc phe cánh Giang Trạch Dân có mục tiêu hạ bệ ông Tập Cận Bình. Vương Hộ Ninh, người đứng đầu Phúc Đán Bang Ông Vương Hộ Ninh là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Vương từng là giáo sư và hiệu trưởng trường luật tại Đại học Phúc Đán. Ông từng là cố vấn nhà nước cho ba triều đại, Tức là ba thế hệ người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình. Ông Vương là người đã chế ra các khái niệm như ba đại diện cho Giang Trạch Dân, triển vọng khoa học và phát triển cho Hồ Cẩm Đào và tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong kỷ nguyên mới cho Tập Cận Bình. Tư tưởng này đã được viết vào hiến pháp của Trung Quốc. Là bí thư thứ nhất của Ban bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Hữu Ninh phụ trách công tác tư tưởng và tuyên truyền. Ông ta là người đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình các chiến lược và chính sách của ông Tập. Trương Duy Vị, người phản công của chế độ. Một thành viên quan trọng khác của Phúc Đán Bang là Trương Duy Vị, giám đốc Viện Đại học Phúc Đán Trung Quốc. Vào ngày 2 tháng 6, ông Trương tham gia cuộc phỏng vấn với phiên bản tiếng Anh của tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn, ông Trương nói về những hiểu lầm và nhận thức sai lầm về Trung Quốc ở phương Tây. Giới truyền thông Trung Quốc ca ngợi ông Trương Duy Vị như một chiến binh vĩ đại, đưa ra những đòn phản công đẹp mắt chống lại những câu hỏi sắc bén của phương Tây đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trương cũng là một chuyên gia trong việc chê bai Hoa Kỳ. Ông từng có bài phát biểu rằng Trung Quốc khá giả trong khi 40 triệu người ở Hoa Kỳ đang sống trong cảnh nghèo đói. Ông này cũng là tác giả của cuốn sách mang tên Cuộc chiến chống lại đại dịch của Trung Quốc. Trong cuốn sách, ông ta tuyên bố rằng đại dịch COVID-19 là chất xúc tác khiến phương Tây phải quỳ gối trước Trung Quốc. Trịnh Nhược Lân, người chế ra gia ngoại giao chiến lang. Một người khác trong nhóm Phúc Đán Bang đã đặt ra lý thuyết ngoại giao chiến binh sói hay ngoại giao chiến lang cho Đảng Cộng sản Trung Quốc là Trịnh Nhược Lân, một nhà nghiên cứu tại Viện Trung Quốc của Đại học Phúc Đán và là một người đóng góp cho kênh truyền thông Văn Hội Báo thuộc kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày 10 tháng 5, ông Trịnh nói với truyền thông Trung Quốc rằng ngoại giao chiến lang còn lâu mới đủ nếu Trung Quốc muốn giành chiến thắng trong cuộc chiến về dư luận. Ông ta nói rằng giới truyền thông và giới học thuật nên tham gia và kêu gọi giới truyền thông Trung Quốc đóng vai trò chủ lực trong cuộc chiến chống lại dư luật của phương Tây. Ông Trịnh công khai chiến lược tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đó là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Ông tuyên bố một lời nói dối được lặp đi lặp lại hàng nghìn lần sẽ trở thành sự thật. Thẩm giật, người theo đuổi chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Một thành viên khác của Phúc Đán Bang là Thẩm giật, phó giáo sư khoa chính trị quốc tế tại Đại học Phúc Đán. Ông này rất nổi tiếng về những bình luận kỳ quặc theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Vào ngày 1 tháng 5, tài khoản mạng xã hội chính thức của Ủy ban các vấn đề chính trị và pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát hành một bài đăng có tiêu đề Trung Quốc thắp lửa so sánh với Ấn Độ thắp lửa. Trong bài đăng có bức ảnh Trung Quốc phóng tên lửa, còn bên khác là ảnh người Ấn Độ thiêu xác những người đã tử vong vì Covid-19. Ông Thẩm ngay lập tức đưa lên mạng xã hội để tán thưởng bức ảnh. Ông này nói rằng đó là phản ứng bình thường đối với kiểu cách kibo rẻ tiền của ấn độ phúc đán bang khiến ông tập lâm vào tình thế khó xử thang trinh một người phụ trách chuyên mục của the epoch times cho biết phúc đán bang đã khuấy động chủ nghĩa dân tộc và ca ngợi ông tập một cách hời hợt nhóm này cũng đã làm dạn nứt quan hệ trung mỹ và thực sự đẩy ông tập vào tình thế khó khăn chưa từng thấy trong một thế kỷ nhà bình luận xi san cho biết đại học phúc đán nằm tại quê hương của cựu lãnh đạo đảng cộng sản trung quốc giang trạch dân và con trai ông ta là giang biên hằng Giang Minh Hằng có quan hệ mật thiết với Đại học Phúc Đán. Theo nhà bình luận Xi San, Vương Hỗ Ninh là nhân vật được Giang Trạch Dân trực tiếp đề bạt. Tuy nhiên, sau khi nhiều thành viên của phe Giang Trạch Dân bị ông Tập thanh trừng, cuộc tranh giành quyền lực nội bộ giữa Giang và Tập đã trở nên căng thẳng hơn. Vì vậy, Vương Hỗ Ninh đang ở trong tình thế bấp bênh. Ông Gúc Kỳ Đông, một học giả Trung Quốc từng học tại trường quản lý của Đại học Phúc Đán, nói với The Epoch Times rằng với tư cách là cố vấn nhà nước cho ba triều đại, Vương Hữu Ninh thực sự đóng các vai trò khác nhau cho ba nhà lãnh đạo. Ông Đông nói về Vương Hữu Ninh, ông ta là người giúp đỡ Giang Trạch Dân, theo dõi Hồ Cẩm Đào và bây giờ ông ta đang tiêu diệt Tập Cận Bình. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.